Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của Shop Bông Audio, một kênh chuyên giới thiệu và test những cái sản phẩm audio nghe nhạc từ bình dân tới cao cấp. Trước mắt chúng ta là cặp loa JBL 4344. Đây là một trong những cặp loa bass 40 đầu bảng của hãng JBL. Nó là một trong những cặp mà anh em luôn chơi audio, đặc biệt là những em fan JBL luôn muốn hướng tới ở cặp loa JBL 4344 này. Nó có một cái cấu hình gồm 4 đường tiếng, loa bass 40 cm có mã hiệu là 2235H, một loa mid bass có mã hiệu là 2122H là bass 25 cm, một loa trung kèn và một loa chép dìu. Chép dìu này thì nó có một cái độ tán âm rất là tốt so với những cái loa chép thông thường. Cặp loa này thì có trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 93 dB, công suất maximum là 120W. Như vậy là chúng ta có thể phối ghép rất dễ dàng, đúng không ạ? Với những dòng âm ly có công suất trên 100W thì ghép với cặp loa này cho chất âm rất là tuyệt vời. Loa JBL 4344, cái loa bass sử dụng cái màng giấy và gân mút. Loa chung cũng vậy, chính vì vậy cho cái giải trầm của cặp loa này rất là ấn tượng, rất là sâu nhưng vẫn có độ mềm mại, không quá là không quá là bị cứng, đúng không ạ? Ở phía trước mặt chúng ta có thể nhìn thấy có 3 núm tinh chỉnh và 2 lỗ thông hơi. 3 núm tinh chỉnh cho giải chép và giải chép kèn và cái loa mid. Bây giờ em sẽ quay lại gần hơn một chút để chúng ta cùng xem các cái tuyến loa. Cái máy đẹp xuất sắc, Shop Bá Hùng Audio đang bán với giá là 102 triệu. Em sẽ xoay qua các cạnh để chúng ta cùng xem cho đủ các hình thức của các cạnh. Rất đẹp, đúng không ạ? Một cặp loa cổ mà cái hình thức của nó cũng còn giữ được rất là chất. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em Bá Hùng, số điện thoại là 0978 263 263. Xin cảm ơn anh em.